Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bắn đảng viên, bắt cóc trí thức, Đảng run sợ Nhật dân. Ngoài bản án tru di tam tộc đối với gia đình cụ Lê Đình Kình và các hành động đàn áp của nhà cầm quyền Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, nhất là đối với dân làng Đồng Tâm và những người dám lên tiếng phản đối thái độ vô pháp của phiên tòa. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất và đã trực tiếp gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội để tố cáo những kẻ hành quyết dã man cụ Lê Đình Kình, nhưng không được xem xét. Mới đây, ông đã bị một nhóm an ninh bắt cóc chỉ vì ông có một cuộc hẹn với Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A bên trái trong một lần đến thăm cụ Lê Đình Kình tại làng Đồng Tâm. Ông đã kể lại sự việc xảy ra trong bài viết trên trang Facebook mang tựa đề Cực lực phản đối hành động phi pháp của an ninh Việt Nam với nội dung như sau. Mình nhận được lời mời của ông Đại sứ Mỹ dự buổi cà phê tại tư dinh của ông vào lúc 15:30 chiều nay. Mình dự định qua ngân hàng làm một giao dịch rồi đi dự. 14 giờ mình ra đến đầu ngách thấy 10 cậu an ninh có một số mặt quen. Mình biết không thể đi nên quay lại để báo cho ông đại sứ là mình không thể dự được. Đi được 15 mét thì họ xông đến và bắt cóc mình, tống mình đến chiếc xe, chờ thẳng ra đồn cảnh sát phường nơi mình đã bị câu lưu nhiều lần. Mình cũng cực lực phản đối và nói hành vi của họ là phi pháp. Biết họ muốn cản cuộc cà phê của mình, nhưng họ lại vẽ ra lý do hỏi bác về các post của bác trên trang Facebook, muốn bác xác nhận có phải là của bác hay không và ký vào biên bản. Mình bảo họ đây là lần thứ 18 các bạn đã bất chấp pháp luật và làm bậy, nên mình sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi chất vấn kiểu điều tra nào và sẽ không ký bất kỳ văn bản nào. Rồi quay lại sang nói chuyện đủ thứ từ Đồng Tâm cho đến cổ đến kim. Sau 17 giờ thì mình bảo mình phải đi đón cháu nội ở nhà trẻ, họ không cho đi. Mình bảo thế trả điện thoại để mình còn gọi về nhà để người khác đi đón cháu. Họ bảo bác nói tên của cháu bác rồi anh em sẽ nói cô đưa cháu về. Mình không chấp nhận. Họ bảo mình chửi ông Trọng, ông Tô Lâm. Mình bảo ông Hồ bảo nếu chính quyền làm bậy thì dân đuổi chính quyền đi. Họ bảo ông Hồ không bảo chửi lãnh đạo. Mình bảo dân đuổi thì còn nặng hơn chửi nhiều. Và đã làm chính trị ra thì phải cố nghe dân chửi chứ. Họ lại bảo mình gọi họ những người đó là thằng, là xúc phạm họ. Mình bảo nếu ông Trọng cảm thấy mình xúc phạm thì ông ấy kiện mình ra tòa đi. Đây là hình ảnh từ trái qua Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Hoàng Trung Hải, Nguyễn Đức Chung cùng nhau dâng hương tại chùa Trấn Quốc đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi năm 2019. Còn nhiều chuyện khác nữa, mình tranh thủ thời gian đôi khi chửi họ những kẻ bắt cóc, phạm pháp, nhưng chủ yếu từ chuyện Đồng Tâm đến cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, vân vân, đến chính sách phát triển đất nước, chính sách khoa học, đến quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Biết rằng nước đổ lá khoai, nhưng biết đâu họ hiểu được chút gì đó. 17:50 họ thả mình ghé qua nhà trẻ vì mình không đón được nên mẹ của một bạn cháu đã đưa cháu về nhà bạn cháu chơi. Không thể chấp nhận những người nhân danh an ninh quốc gia trà đạp lên luật pháp. Cuối cùng cậu trung tá đã cố hỏi mình và chắc đến 10 lần bảo bác dùng ngôn từ quá mạnh thì sao người ta tiếp thu được. Mình bảo nếu chỉ có thế thì cần gì phải bắt cóc. Mục đích của các cậu là chặn mình đi uống cà phê với đại sứ Mỹ. Các bạn đã lập chiến công xuất sắc về báo cáo và lĩnh thưởng. Về đến nhà là lao vào viết mấy dòng chữ này để quý vị được rõ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã chia sẻ như vậy. Trước đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã viết một bản nhận định vắn tắt về vụ Đồng Tâm với ngôn từ thẳng thắn, gọi thẳng 4 tên lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam phải chịu trách nhiệm về tội ác Đồng Tâm. Đó là các tên Trọng, Thưởng, Lâm, Trung và ông ta gọi là chế độ công an trị của Trọng, Thưởng, Lâm, Trung. Bài viết của ông mang tựa đề Một nền tư pháp thối nát có lẽ đã khiến cho chính quyền Hà Nội rất tức giận nên mới xảy ra vụ bắt cóc và đe dọa tiến sĩ như đã kể trên đây với nội dung bài viết như sau. Đây là hình ảnh quang cảnh phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm. Một là công an vi phạm pháp luật đang đêm vào nhà dân mà không có quyết định khẩn cấp của cơ quan chức năng theo đúng quy định và trình tự của pháp luật, vi phạm nghiêm trọng hiến pháp về quyền bất khả xâm phạm nhà ở. Giữa tháng 1 năm 2020, ông đã nói rằng đã viết statute và nói bọn xâm phạm trái phép nhà ở có thể bị chủ nhà dùng bom nguyên tử tiêu diệt vẫn hợp pháp, nói chi đến mấy cái gậy và dao. Tức là công an đã phạm pháp ngay từ đầu và bây giờ họ tự nhận là theo kế hoạch đã được Lâm Trung duyệt. Điều tra bậy bạ, viết những điều không xảy ra như châm lửa vào chậu xăng rồi đổ xuống hố, rồi ép cung, rồi tra tấn và đánh đập. Không cho luật sư tiếp cận đến toàn bộ hồ sơ điều tra, ví dụ như các băng ghi hình và các hồ sơ khác, tức là vi phạm trắng trợn luật tố tụng hình sự. 2 là Viện Kiểm sát
không đáp ứng những yêu cầu hợp pháp của các luật sư về tiếp cận hồ sơ. 3 là tòa án vi phạm trắng trợn luật như không cho tiếp xúc với luật sư, với thân chủ, tức là chỉ sau khi các luật sư công khai phản đối và cả thế giới biết thì mới buộc phải tuân theo luật một chút. 4 là dùng tài liệu, video do an ninh dàn dựng, không có cơ sở vào trong hồ sơ để giả làm bằng chứng hay làm tài liệu ảnh hưởng đến diễn biến của phiên tòa, một kiểu sáng tạo quái gở chưa từng thấy trong lịch sử tòa án. Đây là hình ảnh đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa có Lại Việt Đông bên phải và Đỗ Hoàng Giang bên trái. Và vi phạm bản thân luật tố tụng hình sự do chính Đảng Cộng sản đặt ra trong rất nhiều khía cạnh, nhất là trọng chứng hơn trọng cung và suy đoán vô tội. 4 là báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam thay vì phải phân biệt rạch ròi hai loại là A là phản ánh sự thật, B là đưa ra bình luận chủ quan của chuyên gia, thì báo chí trọng thưởng lại đóng vai trò quan tòa và luôn lặp lại ý kiến của Bộ Công an như một con vẹt. Tất cả chuyện này chỉ thay đổi nếu chế độ công an trị của Trọng, Thưởng, Lâm Trung và những người chủ mưu thực sự của vụ thảm sát Đồng Tâm và vẽ ra phiên tòa ô nhục này để lấp liếm tội ác của chúng chấm dứt. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã khẳng định như vậy. Phiên xử ở Đồng Tâm coi như tạm kết thúc, nhưng chính quyền không vì thế mà tha cho người dân Đồng Tâm, đặc biệt thân nhân gia đình cụ Lê Đình Kình. Những thông tin sau đây do dân làng Đồng Tâm cung cấp, nhưng họ không dám đứng tên vì sợ công an trả thù. Đó là công an đã tra tấn tàn bạo những người bị bắt, buộc họ phải nhận tội. Ai cứng đầu không nhận tội thì họ dọa giết gia đình, người thân, nên rồi ai cũng phải nhận tội hết. Lúc đầu ra tòa, ông Lê Đình Chức, ông Lê Đình Công, ông Bùi Viết Hiểu không nhận tội và tố cáo công an tra tấn. Nhưng tối hôm đó về là ba người bị tra tấn suốt đêm, bị đe dọa là sẽ tử hình những người thân khác trong gia đình như Lê Đình Uyên, Lê Đình Doanh. Nên cuối cùng cả ba đều phải nhận tội để bảo toàn tính mạng cho người thân. Đây là hình ảnh khuôn mặt đầy vết thương của ông Lê Đình Công trên VTV bên phải và điều tra viên Phạm Việt Anh bên trái, người mà ông Lê Đình Công khai rằng đã dùng rùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Tổng cộng có 19 người dân Đồng Tâm cho biết họ đã bị đánh đập ép cung, tuy nhiên tòa án đã bác bỏ với một câu đơn giản là không có cơ sở. Mỗi gia đình đều có còn một người bị nhốt trong tù để làm con tin. Nếu những người dân Đồng Tâm mà dám làm chứng bị tra tấn trong tù, thì công an sẽ giết người nhà của họ trong tù, cho nên ai cũng e ngại, không dám làm chứng về chuyện họ bị tra tấn. Cô Nguyễn Thị Duyên, vợ của bị cáo Lê Đình Uy, cháu dâu cụ Kình, liên tục bị công an sách nhiễu, đe dọa, không được đăng tin trên trang Facebook. Họ đe dọa sẽ không cho Duyên làm ăn và buôn bán gì nữa. Không ai dám cho Duyên thuê mặt bằng để tiếp tục mở shop quần áo, giày dép. Người dân ở làng Đồng Tâm tiết lộ như vậy. Quốc tế cũng đã lên tiếng về bản án của Đồng Tâm. Vào chiều ngày 18 tháng 9 năm 2020, người phát ngôn của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối hai bản án tử hình đối với ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức trong phiên tòa ngày 14 tháng 9 vừa qua, đồng thời đặt câu hỏi về tính minh bạch và công bằng của phiên tòa này. Sau đây là toàn văn tuyên bố của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với các bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức vì liên quan đến cuộc đối đầu bi thảm giữa người dân và lực lượng an ninh tại xã Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Liên minh châu Âu phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình dưới mọi hình thức và trong mọi hoàn cảnh, đồng thời kiên định kêu gọi xóa bỏ hình phạt này trên toàn cầu. Các báo cáo về những điều kiện và thủ tục tố tụng của phiên tòa làm dấy lên quan ngại sâu sắc về tính minh bạch và công bằng của phiên tòa này. Ông Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cho biết phiên tòa kết thúc vào hôm 14 tháng 9 không mang tính độc lập. Đây là hình ảnh 15 người dân Đồng Tâm vừa nhận án treo trở về nhà sau phiên tòa đã liền đến thắp hương, đốt lửa và khóc thương bên mộ cụ Lê Đình Kình vào đêm ngày 14 tháng 9. Ông viết trên trang tweet vào hôm 15 tháng 9 như sau: các bản án nặng nề đối với các bị cáo ở Đồng Tâm bao gồm cả hai án tử hình không có gì ngạc nhiên. Ông viết thêm: nhà cầm quyền của Việt Nam đang dốc mọi nỗ lực để thể hiện bộ mặt cứng rắn nhất như có thể, bởi vì họ lo sợ rằng phản ứng bất chấp của cộng đồng và Đồng Tâm có thể lây lan. Hãng tin Reuters thì dẫn lời bà Minh Yu Hat, Phó Giám đốc Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế, gọi đây là một phiên tòa bất công, trắng trợn. Từ trước đến nay, Ân xá Quốc tế cho rằng tử hình là hình phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo và hèn hạ tột cùng. Tổ chức này đã phản đối hình phạt tử hình trong mọi trường hợp, không có ngoại lệ, bất kể ai bị buộc tội. Ông David Broad, một cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ và là một chuyên gia về Việt Nam, vào hôm 14 tháng 9 đã viết trên trang Asia Standard cho rằng phản ứng tàn nhẫn của chính quyền đối với các cuộc đụng độ ở Đồng Tâm là một nỗ lực để làm sạch những vấn đề xảy ra vào tháng Giêng. Và theo ông,
lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đã đồng tình cho việc che đậy những sai lầm của công an khi cuộc đụng độ nổ ra đã khiến 3 công an thiệt mạng và phiên tòa vừa qua chỉ là một phiên tòa trình diễn. Trong bài viết với tựa đề Vén bức màn vụ án Đồng Tâm, ông David Pro viết như sau: ở Việt Nam ngày nay, những cuộc biểu tình phản đối bất công của nông dân là một câu chuyện quen thuộc. Ông Lê Đình Kình dường như đã thuyết phục được chính mình, các con trai của ông, bạn bè và những người hàng xóm rằng công lý chứ không phải là văn bản của luật pháp luôn đứng về phía họ dù với hậu quả bi thảm. Ông David Pro viết như sau: trong học thuyết của Đảng và luật pháp của Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và nhà nước nhân danh họ quản lý. Nếu nông dân kiên trì khẳng định quyền của họ đối với các mảnh đất khi Đảng và nhà nước đã đưa ra lệnh sử dụng nó vào mục đích khác, ngay cả khi họ chỉ khăng khăng đòi được trả những gì xứng đáng, họ có nguy cơ bị gắn mác bạo loạn và khủng bố, buộc phải loại bỏ, và trong những trường hợp muốn răn đe, nêu gương, họ bị truy tố. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2020 với bản tin Bắn đảng viên, bắt cóc trí thức, Đảng run sợ nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.